bạn có biết rằng hầu hết các tỷ phú ngày nay đều theo cùng một mô hình kiếm nhiều tiền? Và tất cả đều có lý do mà John Rockefeller đã từng nói. Thứ ổn định nhất trên thế giới là khả năng kiếm tiền theo hình thức đúng. Hãy tưởng tượng nếu bạn có thể kiếm được bất kỳ số tiền nào bạn mong muốn. Điều này có vẻ như chỉ là mơ giấc mơ, nhưng hôm nay chúng ta sẽ cùng khám phá điều bí ẩn này. Nếu bạn quay trở lại với việc tìm hiểu cuộc đời John Rockefeller và cách ông ấy kiếm được hàng tỷ đô la của mình, bạn sẽ khám phá ra một số kỹ năng kiếm tiền mang tính cách mạng có thể giúp bạn trở nên giàu có. Bạn vẫn không tin phải không? Vậy bạn hãy xem video cho đến khi kết thúc và tự bản thân bạn sẽ tìm thấy bí mật. Chào các bạn đã trở lại với kênh Read Books App, đọc sách mỗi ngày. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với chủ đề khám phá các bí mật cuộc sống của các doanh nhân thế giới. Bạn hãy đăng ký kênh ngay bây giờ để cùng khám phá nhé. John Rockefeller là tỷ phú đô la đầu tiên trên thế giới. Rockefeller đã góp 2.000 đô la Mỹ vào vốn khởi nghiệp của doanh nghiệp đầu tiên của mình. Trong đó ông đã vay của cha mình số tiền 1.200 đô la. Năm 1937, khi Rockefeller qua đời, tài sản của ông ước tính khoảng 1,4 tỷ đô la Mỹ. Đối chiếu với tỷ giá đô la ngày nay, con số này sẽ là 318 tỷ đô la. Để so sánh, tài sản của người giàu nhất thế giới, Elon Musk, ước tính chỉ khoảng 219 tỷ đô la Mỹ. Sau khi nghiên cứu chi tiết hơn về tiểu sử của John Rockefeller, chúng tôi nhận ra rằng bí quyết thành công về tài chính của ông chỉ nằm ở một số kỹ năng tài chính. Bạn hãy nhấn thích video này, chúng tôi sẽ tiết lộ cho bạn bản chất của những kỹ năng này. Hãy theo dõi tiền của bạn. Năm 7 tuổi, Rockefeller kiếm được khoản tiền đầu tiên tại trang trại của một người hàng xóm, nơi ông giúp thu hoạch khoai tây và nuôi thỏ. Sau đó, ông làm theo lời khuyên của mẹ và ghi vào sổ cái lần đầu tiên. Ông ghi lại tất cả từng xu, số tiền ông nhận được và chi tiêu như thế nào. Các tài liệu tương tự về luồng tiền mặt hiện đại này là một trong những công cụ được sử dụng để theo dõi tài chính của một doanh nghiệp. Ông đã giữ cho đến khi qua đời và John đã sống được 97 tuổi. Các nhà viết tiểu sử của Rockefeller muốn đề cập rằng ông lớn lên trong một gia đình có thu nhập thấp. Thông tin về số tiền cha ông kiếm được không được tìm thấy. Nhưng những gì chúng tôi biết chắc chắn là cha của tỷ phú tương lai là một nhân viên bán hàng lưu động và ông đã đi du lịch rất nhiều nơi trên khắp đất nước. Và trong khi người đứng đầu gia đình vắng mặt, mẹ của Rockefeller phải tiết kiệm tiền. Do đó, bà đã hình thành thói quen đếm từng xu mà bà đã truyền cho các con từ khi còn nhỏ. John đã thấy việc theo dõi tiền giúp nhân lên gấp đôi như thế nào. Cha mẹ ông muốn ông học đại học, nhưng Rockefeller đã chọn một trường cao đẳng thương mại và các khóa học kế toán. Và khi học xong ông xin được vào làm trợ lý kế toán, tình yêu với những con số của ông nhanh chóng được cấp trên chú ý và đánh giá cao. Không đồng nghiệp nào của Rockefeller thích mày mò với các giai đoạn và dự án đã hoàn thành, và mắt anh ấy luôn sáng lên khi nhận những nhiệm vụ như vậy. Mức lương khởi điểm của Rockefeller là 17 đô la Mỹ mỗi tháng. Từ tháng thứ hai, nó đã là 25 đô la, và một năm sau, anh ấy trở thành người quản lý với mức lương 800 đô la một năm. Điều quan trọng cần nhấn mạnh là John đã cam kết mạnh mẽ với việc học về tài chính, và chính kiến thức về tiền bạc đã trở thành nền tảng cho sự giàu có trong tương lai của ông. Do đó, chúng tôi khuyên bạn hãy chú trọng đến việc giáo dục tài chính cá nhân. Đừng sợ vay mượn. Các doanh nhân coi tiền vay mượn là một điều tệ hại mà tốt nhất nên tránh. Ví dụ của Rockefeller cho thấy rằng điều đó không hoàn toàn đúng. Nếu Rockefeller không vay số tiền còn thiếu để tham gia vào kinh doanh từ cha mình, có lẽ ông đã làm việc thuê suốt đời. Tiền vay là bạn đồng hành không thể thiếu của doanh nghiệp của Rockefeller. Ông thích bán cổ phần cho nhà đầu tư tiếp theo, ngay cả khi ông đã có đủ tiền của riêng mình. Ông cũng đầu tư tiền của mình nhưng giữ nó như một khoản dự trữ. Và ngay cả khi không có nhà đầu tư, ông sẽ tự mình đảm nhận hoàn toàn việc tài trợ cho dự án tiếp theo. Doanh nghiệp đầu tiên của Rockefeller là một công ty vận chuyển nhỏ. Trong năm đầu tiên, Rockefeller nhận các đơn hàng trị giá nửa triệu đô la. Tiền để hỗ trợ chúng nhanh chóng trở nên khan hiếm. Vốn đã nợ rất nhiều tiền từ cha mình, người không chỉ cho vay mà còn cho vay với lãi suất 10 mỗi năm, Rockefeller đã vay số tiền còn thiếu ở bất cứ đâu có thể. Điều đó thật không dễ dàng, nhưng ông đã làm được.
Người ta cho rằng chỉ những người không biết về tài chính mới không sợ nợ. Sự khác biệt giữa họ và Rockefeller là ông đã vay một cách thông minh và thực hiện đúng nghĩa vụ trả nợ của mình. Rockefeller luôn cẩn trọng khi thực hiện các nghĩa vụ của mình, bao gồm cả nghĩa vụ tài chính, dù cho khó khăn đến đâu. Và trong những năm đầu kinh doanh, ông đã đối mặt với rất nhiều thách thức. Ông sẽ luôn tìm thấy đúng số tiền và đúng ngày để trả các khoản vay. Trong hồi ký của mình, tôi đã kiếm được 500 triệu đô la như thế nào? Rockefeller nhớ lại việc cha ông đã đến văn phòng của ông để yêu cầu một khoản thanh toán khoản vay khác vào thời điểm không thích hợp nhất và nhấn mạnh rằng ông cần tiền ngay bây giờ. Bản thân Rockefeller cảm thấy khó nói liệu điều đó xảy ra một cách tình cờ hay cha ông đã chọn ngày cụ thể để đòi nợ vì lý do giáo dục tài chính cho ông. Dù sao đi nữa, mỗi người cho vay, bao gồm cả cha ông, đều được ông trả đúng số tiền và đúng thời điểm như đã thỏa thuận. Theo thời gian, các chủ ngân hàng đã tin tưởng vào lời hứa của Rockefeller, luôn sẵn sàng mở két sắt cho ông vay. Danh tiếng của ông trong các vấn đề tài chính là sự đảm bảo tốt nhất. Vì vậy, bạn đừng quên theo dõi lịch sử tín dụng và uy tín tài chính của mình một cách cẩn thận. Mỗi quyết định đều có giá của nó. Rockefeller có thể vay mà không sợ hãi và thường xuyên thực hiện nghĩa vụ của mình vì ông không hành động ngẫu nhiên. Mỗi quyết định đều được tính toán cẩn thận trước. Khi ông vay tiền, ông luôn xem xét khi nào và số tiền ông sẽ phải trả lại, cách ông sẽ hoàn trả và ông sẽ kiếm được bao nhiêu từ số tiền vay. Nếu ông đầu tư tiền của riêng mình, ông tính toán khi nào và bao nhiêu ông sẽ tăng gấp đôi số tiền đó. Rockefeller đã đầu tư hàng triệu đô la vào các doanh nghiệp của mình. Nếu đầu tư cho thấy sự gia tăng sản xuất hoặc giảm chi phí, từ đó chuyển thành sự tăng lợi nhuận, Rockefeller sẽ không bỏ qua. Rockefeller là người đầu tiên tại Hoa Kỳ ngừng vận chuyển dầu trong các thùng gỗ trên lưng ngựa và bắt đầu vận chuyển dầu trong các thùng bằng đường sắt, vận chuyển toàn bộ các đoàn tàu trên khắp đất nước. Chính ông là người đã ngừng tiết kiệm cho sự an toàn của các nhà máy lọc dầu khi đánh giá thiệt hại do hỏa hoạn liên miên gây ra, và các nhà máy lọc dầu đầu tiên của Mỹ thực sự là những nhà kho. Những người khai thác dầu mỏ nghĩ rằng dầu mỏ là một ngành kinh doanh có lãi, nhưng dầu mỏ sẽ sớm khai thác hết sạch, do đó, họ không thấy ý nghĩa trong việc đầu tư vào cơ sở hạ tầng. Khi Rockefeller bắt đầu xuất khẩu dầu, ông đã yêu cầu các thiết bị chuyển dầu từ bể chứa sang tàu chở dầu một cách nhanh chóng. Rockefeller, bằng chi phí của mình, đã trang bị các nhà ga cần thiết. Ban đầu, dường như ông chỉ đơn giản cho những ga tàu đó miễn phí, nhưng điều này, bên cạnh khối lượng vận chuyển, đã trở thành một lý do để giảm thuế và cho phép Rockefeller vận chuyển dầu bằng đường sắt với giá rẻ hơn 3 lần so với đối thủ của ông. Rockefeller cũng sở hữu một số mỏ sắt. Khi nhận ra rằng việc vận chuyển quặng đến các lò cao và cảng bằng tàu thủy sẽ có lợi hơn so với tàu hỏa, ông đã xây dựng đội tàu của riêng mình từ đầu. Các đối tác của Rockefeller coi những đổi mới của ông là quá rủi ro và không muốn đầu tư vào chúng. Trong những trường hợp như vậy, ông nói, được rồi, tôi sẽ đầu tư tiền một mình, nhưng tất cả lợi nhuận cũng sẽ là của tôi. Sau đó, các đối tác ngay lập tức trở nên dễ dãi và chịu đầu tư. Mọi người đều biết rằng vì Rockefeller đã sẵn sàng đầu tư khoản vay nên chắc chắn sẽ có lãi. Khái niệm về giàu có. Trên thế giới tài chính, có những sự thật đã trở thành hiển nhiên từ lâu và đảm bảo sẽ làm giàu nhiều người. Đó chính là những kỹ năng tài chính của John Rockefeller.